Tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Sự nghiệp toàn cầu cho tài năng Việt. Đây là sự kiện nhằm tạo cơ hội cho sinh viên được lắng nghe những chia sẻ bổ ích của những diễn giả về khởi nghiệp, lập nghiệp, chinh phục nghề nghiệp quốc tế, tự tin bước ra trở thành công dân toàn cầu. Tại chương trình, các diễn giả đều cho rằng điểm mạnh của sinh viên Việt Nam chính là sự năng động và sáng tạo. Ngoài ra, sinh viên Việt Nam cũng rất chăm chỉ, thông minh và có nhiệt huyết. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mạnh đó, người Việt trẻ vẫn thiếu nhiều kỹ năng mềm, thụ động và cần phải trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ. Trong xu thế hội nhập hiện nay, cơ hội thành công cho các bạn trẻ là rất nhiều. Nếu các bạn vượt qua được những rào cản của bản thân và kiên định quyết tâm theo đuổi đam mê của mình thì khả năng thành công là rất lớn.